Nghe bông súng bờ ao xe xe nở, da viết lòng hướng diệu tự vườn cao. Người đời chỉ biết màu sen đỏ rực, còn nỗi buồn qua súng tim biết đâu. Trời ơi, ngâm thơ mà đói nữa hay không? Mời em ơi! Dạ! Vô chơi mày! Dạ! À, sáng mơ sớm làm gì vậy chú Bảy? À, lặt cây tai tượng nè. À, mày làm gì có nỗi buồn gì mà có nỗi buồn bông súng trong mày? Hát là hát buồn, nhưng mà con thèm con mới hát. Thèm gì? Thèm cái món mắm kho bông súng. Hồi nãy đi ngang thấy dưới đìa có bông súng, thèm món đó quá. Tại con nhớ hồi xưa má con có nấu cái món mắm kho bông súng nha. Mắm là mình kho với mắm cá linh, cá sặc hay là cá lóc gì cũng ngon hết trơn. Cái mùi mắm nó thơm, xong rồi mình xả ớt mình phi vô nè. Mình bỏ cà tím vô nè, tôm nè, rồi cá lóc mà mình sắc phi lê đó chú. Rồi thịt ba rọi đó, trời đã lắm. Sắc khoanh cũng được phải không? Đã. Thì bỏ vô cái lẩu hay không? Để nó nóng nóng hay không? Nóng. Sôi sôi lên hay không? À, cái lấy rau bỏ vô. À, bỏ rau rau vô xong cắn ha. Mẹ! Trời ơi! Qua chưa rửa. Mình nhắc tao thèm rửa. Rồi vậy tao thèm ăn mắm phải không? Thèm ăn mắm. Rồi, mà thèm. Vợ con không có biết nấu. Không biết nấu hả? Không. Mắm chừng biết nấu không? Biết. Đó, biết nấu mắm chừng thôi à. Không, không biết nấu mắm kho. Không. Vợ mày giỡn vợ tao à. Dạ. Rồi vậy thì mày muốn ăn mắm không? Buồn chứ. Mai qua ăn. Thôi bữa nay thèm mà hẹn ngày mai kìa. Đây nè, lặt tay tượng là để cho bà ăn mắm nè. Vậy hả? Mấy bông súng đó. Trời ơi, đã ta. Đó, nhưng mà là... mai mới nấu. À, mai qua đây là thiếm bảy mày nấu mắm cho mày ăn. Dạ. Mới đỡ thèm. Dạ, dạ. Ê, dạ. Nhớ dắt vợ mày qua. An đã từng thử món bông súng mắm kho chưa nè? À, đương nhiên là thử rồi và nghe đâu có một cái câu nói như là... À, đúng rồi. Đó chính là câu muốn ăn bông súng mắm kho thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm. Những người dân Nam Bộ ai mà có thể quên được cái hương vị đậm đà bản sắc dân tộc của món ăn bình dị mộc mạc này chứ? À, món ăn dung dị mộc mạc như thế đã gắn liền với cuộc sống của người dân Nam Bộ. Và với thực khách thì đây là một món ngon, lạ miệng và rất là hào cơm. Rất là hào cơm đúng không nào? Đúng rồi. Mắm là món ăn hàng ngày của người dân Nam Bộ. Năm nào cũng vậy, hễ ăn Tết xong là bà con lại bắt đầu đi tát mương, tát đìa để bắt cá đồng. Cá to được đem đi bán, còn cá nhỏ để các bà, các mẹ làm mắm ăn dần. Mắm dở ra có màu đỏ thẫm, thơm lừng, ăn sống với cơm nguội càng ngon. Những con cá linh, cá rô, có khi là cả những con tép bạc nho nhỏ cũng được làm mắm. Mùa nước về, bông súng mọc trắng tím đồng, cá lộ đầy sông. Bông súng tuy không hương sắc, nhưng màu trắng tím dịu nhẹ của nó đã làm vơi đi cái ánh nắng của những buổi trưa hè. Vị mát lạnh giòn tan đã tạo nên một cảm giác dung dị, thư thái cho những ai thưởng thức. Nó không chua hay là ăn lẩu mắm, rồi cũng như là mùa nước lên thì có thể mình ăn nhúng giấm cá linh. Đó là bông súng mà đó, chị ăn sống nó mềm, mà nó ngọt hơn, nó ngon hơn súng Đà Lạt. Có thể nói bông súng là món quà đặc biệt mà thiên nhiên ưu đãi cho con người sống nơi đồng nội, nơi nào có nước là có bông súng. Không được xếp vào những món ăn quý tộc, nhưng bông súng chấm mắm kho đã có mặt từ rất sớm trong các bữa ăn của đại bộ phận dân nông thôn miệt vườn. Mắm kho miền Tây có nhiều cách làm. Trước tiên, chọn mắm cá sặc hoặc cá linh, hoặc có thể trộn chung hai thứ mắm đó, cho vào nồi rồi đổ nước dừa nạo vào xăm xắp, cao hơn mắm cỡ vài phân, rồi bắt lên bếp cho tới khi thịt con mắm nhuyễn nhừ, rồi mới nhắc xuống lọc kỹ bỏ xương. Vị mặn đặc trưng vẫn không át đi vị ngọt béo của các loại mắm cá đồng, nhưng để nồi mắm kho đậm đà thì người miền Tây còn khéo léo kết hợp với các nguyên liệu tươi như thịt ba rọi, tép bạc cùng các loại cá đồng. Sau khi lọc bỏ xương từ nồi mắm,
người ta lấy thịt ba rọi, sắt lát mỏng, tép bạc đất và các loại cá đồng như cá rô, cá trê, cá lóc được xào với xả ớt băm nhuyễn thơm lừng, rồi đổ vào nồi mắm kho chung. Có thể cho thêm vài trái cà tím sắc miếng vào, đợi nồi mắm sôi bừng lên rồi tắt bếp. Như vậy, nồi mắm kho đã hoàn tất. Mùi hương hấp dẫn đủ làm nức lòng cả hàng xóm láng giềng trong phạm vi vài chục mét. Mắm kho ngon nhất là chấm với các loại rau sống như rau đắng, rau nhút, bông điên điển, rau muống. Nhưng có một loại rau không thể thiếu, chính là bông súng. Người Đồng Tháp chuồng loại bông súng trắng, là loại mọc hoang vào mùa nước nổi, cọng nhỏ cỡ chiếc đũa ăn cơm, ăn mới mềm, giòn và có hậu ngọt. Mắm dở ra có màu đỏ thẫm thơm lừng, bông súng bỏ vào chén, che nước mắm kho lên trên. Cái giòn của bông súng tạo thành món ăn tuyệt vời, đơn sơ, ít tốn kém mà vẫn đậm đà hương đồng nội. Bông súng thì không có mùi vị, nhưng mà khi ăn với lại mắm kho rồi thì nó tạo ra một cái hương vị rất đặc biệt. Mắm kho thì có ớt là tạo ra chất cay, rồi có sả thì có vị the the và có vị ngọt của thịt và cả cà tím nữa, khi mà trộn với lại với nhau rồi thành một món ăn rất là ngon, rất là độc đáo.